Chuyển nhượng tòa building góc hai mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Pasteur có vị trí siêu đẹp và siêu đắc địa của trung tâm Sài Gòn. Tòa building ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý anh chị có địa chỉ số 146 đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa building này có tổng diện tích đất công nhận trên sổ hồng là 845,7 m². Diện tích chiều ngang hướng mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu có chiều rộng là 28 m và chiều dài hướng mặt tiền đường Pasteur của tòa nhà có chiều dài là 42 m. Tòa building này có kết cấu xây dựng là 2 tầng hầm, tầng lửng và 12 tầng lầu. Cộng với tầng kỹ thuật, diện tích sàn xây dựng của mỗi tầng là 456,9 m² và tổng diện tích sàn sử dụng là 7,047 m². Hướng của tòa nhà này là hướng đông nam. Tòa nhà hiện đang có hợp đồng cho thuê hàng năm với mức giá là 20 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đang gửi chúng tôi chào bán với giá là 1.500 tỷ, sổ hồng hoàn công đầy đủ.